bàn thắng của Công Phượng. Có lẽ là bàn thắng này nhiều người trong chúng ta sẽ xem đi xem lại thêm nhiều lần nữa mà không cảm thấy chán. Và quả thực là không biết là từ trước đến nay đã cầu thủ nào của Việt Nam có được những pha đi bóng như thế này chưa? Thì nếu mà theo trí nhớ của tôi thì có lẽ là chưa cầu thủ nào Việt Nam có được một pha xử lý kỳ diệu như vậy. Vâng, thưa quý vị, ở vòng đấu